Lâm An Giang rất vui mừng vì các cô chú anh chị đã đồng hành cùng Lâm trong thời gian qua. Nay kênh cũng đã được 1.000 lượt đăng ký. Lâm rất vui mừng và cảm ơn cô chú anh chị. Nay Lâm có đến nhà của cô Băng ở đường Tiết Hùng, thị trấn Phú Hòa, tỉnh An Giang, trao cho cô một số tiền là 2,5 triệu đồng do chú Lợi ở Đồng Nai gửi cho cô. Cô Tư nay rất vui mừng vì đã nhận được số tiền và có tiền đi khám bệnh và mua thuốc uống. Cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành cùng kênh Lâm An Giang trong thời gian qua. Cô chú anh chị cùng theo chân Lâm để tìm hiểu và trao cho cô số tiền như thế nào nha. Cộng là 2 triệu rưỡi nè, này là 1 triệu nè, 2 triệu nè, rồi cái này là 500 nữa, là tổng cộng là 2 triệu rưỡi ha. Thì cái này là câu chuyện cảm động, thì hôm nay dì Tư cũng nhìn vô camera đi, thì dì Tư nói lên lời cảm ơn với chú Lợi ha. Bây giờ thì dì không biết lời nói nào để cảm ơn cho chú Lợi là dạ, giúp cho số tiền như vậy là quý quá quý luôn. Gái ơi, mấy từ bữa nay cô Băng bà có trong trong nhà không con? Có. Mấy bữa nay cho chú hỏi bà khỏe chưa? Bữa hôm bà té cái giò bà đó với cái tay. Tư ơi, ngay kiếm chị Tư ơi. Đâu con kêu bà Tư coi. Ủa, chết mẹ rồi, bỏ giò con bỏ rồi đây. Bé bà Tư. Dạ. Vì con mời Thư ra đây nói chuyện cho nó em, ở đây chó nó sụt quá. Bữa nay có Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho Tư. Dạ. Dạ. Bữa nay giúp đỡ gì thì vui không? Vui, có tiền đi chích thuốc, mới xin tiền đi chích thuốc về tới. Chàng ơi. Thì con mời dì Tư bên cái chỗ mát mát ngồi đi nói chuyện. Thôi qua đây ngồi đi Tư, bên đây nắng quá trời nè. Nắng ngồi nóng lắm. Thôi qua chỗ cũ ở đây đi nha. Clip trước thì con có quay bà Tư lên, có một cái chú ở bên Đồng Nai ha, chú tên Lợi, thì cũng thấy thương xót cái hoàn cảnh của bà Tư, thì hôm nay thì cũng có hỗ trợ coi được clip của bà Tư, thì nghe nói là cái tay của bà Tư á bị gãy xương cầu, rồi cái chân á thì nó bị cái tay rồi bị cái chân không Tư? Cái chân yếu ha. Dạ. Không được bình thường. Dạ, thì cũng thương xót và cảm động cho bà Tư ha. Thì cũng hôm nay thì chú có nhờ con á là gửi cho bà Tư cái số tiền á là tổng cộng á là 2 triệu rưỡi. Thì hôm nay thì con là Lâm An Giang ha. Thì hôm nay á thì con cũng đến đây á ha. Thì con có gửi cho bà Tư là tổng cộng là 2 triệu rưỡi nè. Này là 1 triệu nè ha. 2 triệu nè. Cái này là 500 nữa, là tổng cộng là 2 triệu rưỡi ha. Thì cái này là câu chuyện cảm động, thì hôm nay dì Tư cũng nhìn vô camera đi, thì dì Tư nói lên lời cảm ơn với chú Lợi ha. Bây giờ thì dì không biết lời nói nào để cảm ơn cho chú Lợi và dạ, giúp cho số tiền như vậy là quý quá quý rồi, rất mang ơn nhiều lắm. Dạ. Mới nãy con đi vô nhà con hỏi Tư á, thì dì Tư nói là hồi sáng giờ là đi xin tiền chích thuốc, chích là sao dì Tư kể cho con nghe. Vì nó yếu cả thân người, dạ, mệt lắm, rồi nó đi xin nhỏ em ở trong dưới nè, dạ, cho lên 100 ngàn để chích thuốc hết 70 chục ha, rồi đi nha 2 chục. Dạ. Vậy đó. Nói đồ ngay chú Lại có gửi mấy hôm nay rồi mà
tại vì con cũng đi quay những cái hoàn cảnh khác đó, rồi bữa nay con mới rảnh, con mới sắp xếp công việc, rồi con mới đi ghé thăm dì Tư đó. Thì bởi vì phải chi hồi sáng mà con vô sớm chút xíu là con chở dì Tư đi khám bệnh rồi. Thôi vậy là cũng quý lắm rồi. Dì dạ. Tư được số tiền chú Lợi giúp cho, vậy là dì Tư có chiếc thuốc trực tiếp. Dạ. Ăn uống thì không nghĩ gì cho những có số thuốc để cho người làm sống khỏe. Dạ, vậy là có nghĩa là bây giờ là một tuần đi đi khám bệnh một lần hay sao dì Tư? Miễn là yếu quá thì hai bữa đi chích liên tiếp hoặc là ba bữa. Để yếu dạ. Bị vậy đó, còn thấy nó cả khỏe thì một tuần đi lần. Rồi cơm nước là mấy bữa nay là dì Tư có tự nấu được chưa hay là cũng xin Sấm Hiền nấu cho ăn? Con được dì cám bên cho. Dạ, là bà chị ha. Con được chị một à. Dạ. Yếu nấu không được thì bà chị cho. Rồi bắt đầu khỏe khỏe đi xuống với cái miếng này nấu cơm. Dạ, rồi trong cái mấy hôm nay á, rồi trời mưa ổng gài nhà gì Tư có bị dột đó không hay là đỡ rồi? Rồi gì Tư có muốn ý định là có muốn sửa nhà lại cho nó ngay ngắn chỉnh chu để ở không? Có số tiền á thì thay cái nọ thì thay, chứ nguyên là nhiều tiền lắm. Nhiều tiền ha, thì thôi bây giờ nếu mà sẵn đây nè thì cũng có cô chú anh chị ở trên mạng á ha, thì có coi được clip của dì Tư á, thì dì Tư phát nguyện lên đi là dì Tư muốn sửa nhà cho đừng có dột hay sao đó, dì Tư nói lên đi rồi để cô chú thấy, rồi cô chú tìm cách hỗ trợ dì Tư nữa. Dạ, bây giờ cũng nhờ là hỗ trợ nên là mạnh thường quân có giúp cho được số tiền thì sửa đổi cái phần nào hơn thì sửa, còn cất nguyên cái nhà nó nặng tiền lắm. Có thay đổi mấy cây cột, mấy khu cung vuông. Dạ. Là dách cái nào nó trống á, thì thay đổi. Thì có nhỏ em ở dưới này nó mà thở đó, mình mượn nó. Dạ. Mượn nó mà. Rồi, thì đến đây thì thôi con cũng cảm ơn Tư ha. Thì con cũng chúc cho dì Tư là cái phát nguyện thì cũng lớn tuổi, con chú 74 tuổi. Thì bây giờ nhà cửa thì không có con cháu gì trên đó. Chồng thì mắc rồi ha dì Tư? 78 tuổi. Vậy là dì Tư 78 tuổi ha. Dạ là 78. Dạ, vậy là xác nhận lại là 78 tuổi nha cô chú, chứ không phải 74 nữa. Bởi vì sinh năm 1946. Dạ, là 46 ha. Cái năm sinh đó. Dạ. 1946 vậy đi. Dạ, 1946 là coi như thì thôi coi như 78 tuổi đi. Dạ, coi như là cũng gần 80 tuổi rồi cô chú ơi, mà bây giờ khổ quá rồi, con cháu thì không có.